Đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời. Cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ân. Thế hệ này sinh ra trong hòa bình và chỉ biết đến chiến tranh qua những bài học lịch sử, dù mảnh đất Đà Nẵng quê hương các em là nơi mà cũng như người Pháp, người Mỹ chọn để đổ bộ những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên sau khi cuộc chiến tranh đặc biệt của họ bị phá sản bởi một trận đánh mang cái tên của một vùng nông thôn Việt Nam là trận ấp Bắc. Năm 1993, Neil Sheehan, tác giả cuốn sách Sự lừa dối hào nhoáng, mà phần lớn trong đó miêu tả về trận đánh này, đã trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng ấp Bắc và có cuộc trò chuyện với phóng viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Battle had a big impact on American policy over the long run because it permitted the trận ấp Bắc đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ trong một thời kỳ dài sau này. Bởi vì sau trận ấp Bắc, quân đội Việt Cộng đã phát triển thành một quân đội lớn mạnh. Năm 1965, chế độ Sài Gòn gần như sụp đổ. Lúc đó, Tổng thống Johnson không còn cách lựa chọn nào khác. Hoặc để cho nó sụp đổ, hoặc đưa quân đội Mỹ vào. Không chịu chấp nhận thất bại, Johnson đã đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp chiến đấu. Vì những lý do đó nên trận ấp Bắc là một trong những trận đánh quyết định. Cuộc đụng độ giữa một tiểu đoàn du kích quân với lực lượng lớn hơn cả chục lần chứng minh từ những tài liệu tình báo nhận được, lần đầu tiên chúng ta đã có cách đánh thích hợp với một đối phương vượt trội. Chiến thắng của nó có ý nghĩa như nhận định của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3. Sau chiến thắng ấp Bắc của quân và dân miền Nam, đế quốc Mỹ đã bắt đầu không tin là chúng sẽ thắng và đã công khai nói lên sự mất tin tưởng đó. Cái chiến tranh đặc biệt này nó có một cái là nó gồm có cả quân sự, cả chính trị, cả kinh tế. Thì bây giờ quân sự thì nó có cái mặt gọi là cái kỹ thuật và chiến thuật. Cuốn sách dày cái này. Dạ. Là kỹ thuật và chiến thuật chống chiến tranh nổi dậy. Dịch ra tiếng Anh gọi là Counter-Insurgency Warfare Technique and Tactics of Counter-Insurgency Warfare. Và thì anh phải đọc cái đó rồi, đọc cái đó xong rồi đó, anh biết chắc rồi đó. Thì cái đó là quan trọng. Thì cái đó nó gồm có gì? Nó có như vậy là nó dùng đủ thứ hết. Có máy bay, có xe thiết giáp, có xe lội nước, có đủ thứ hết, loại lính có, tàu có, đủ hết. Thứ gì anh đối phó như thế nào? Cái gì đồng thời của nó chứ? Chiến thuật của nó là gì? Là nó bao vây một cái vùng nào nó nghi có Việt Cộng rồi đó, bao vây nguyên cái vùng nó lớn đi, thấy không? Nó gọi là múa lưới, anh lấy thằng anh bay lên anh hạ xuống, cái quân đội xuống, rồi là anh đóng như cái lưới đi lưới khác, anh rải thì quân đội xuống, gọi là múa lưới. Xong rồi đó, anh bao vây xong rồi đó, là anh đưa những cái đơn vị nó vô. Có võ trang để mà quấn Việt Cộng ở trong đó, mà anh không chạy ra đứa, chạy ra là tôi giết. Thì nó gọi là vừa đuối không lao. Thì bây giờ đối phó cái đó bằng thế nào? Thì mình nghiên cứu mình đối phó bằng cái gì? Cấm cọc phá lưới.
bám đất bẻ lao. Đâu phải sống cái cọc, mình phá cái lưới đâu. Tức là anh để một số lính nằm ở đó, với trong những cái hầm, cái hố. Anh chờ đó, khi mà nó thả đến xuống đó, thì anh bắn trực thăng. Cho nên một số trực thăng rớt ở Bắc. Và cái quân đội của nó, khi mà nó phóng lao vô đó, thì anh định bỏ chạy, mà anh bám đó, anh bắn nó. Tức là anh cấm cọc, phá lưới, và đồng thời bám đất bẻ lao. Những cái mũi vô anh quấn cho gãy hết. Thì sau chiến thắng đó là như vậy. Trận Áp Bắc được Neil Sheehan, phóng viên UVI, rồi sau đó là The New York Times, miêu tả chi tiết. Van nói với tôi, một tiểu đoàn Việt Cộng bắn rơi rất nhiều máy bay và phá một số xe bọc thép. Rất nhiều binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị giết. Ông John Von Van rất lo lắng cho những người dân thường đang sống trong làng đó, vì phía Việt Nam Cộng Hòa đã ném bom bắn đầy bác vào làng. Ông ta bình luận thế này, tôi trích lời ông ta trong cuốn sách. Đó là những chiến sĩ dũng cảm và họ đã biết đánh như thế nào là đánh. Sau đó tôi lên được trực thăng tới thẳng ấp Bắc. Tới đó chúng tôi thấy rõ ràng có sự hoảng loạn về tinh thần trong binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì có rất nhiều xác chết vẫn còn nằm trên ruộng lúa bị giết trong ngày hôm trước, và những ngôi nhà vẫn tiếp tục cháy. Binh lính Việt Nam Cộng Hòa từ chối không nhặt những xác chết đồng đội lên xe bọc thép để chuyển lên trực thăng đưa về Tân Hiệp. Và tôi chưa bao giờ thấy thái độ đối xử như vậy của binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bị mất tinh thần sau những tổn thất đó. Neil Sheehan vào lúc đó không hề biết Phạm Xuân Ân, người cung cấp tin tức tình báo về chiến lược chiến tranh đặc biệt, ngay sau đó đã thị sát ấp Bắc bằng trực thăng. Mà khi bắn xong bữa trước á, thì buổi chiều đó ngày trước bị rồi, thì bữa sau cái dạ hay rồi bắt đầu lên, thì nói ơi, cách đường số 4 không xa, bắt đi ra đường số 4 có thể đi bộ vô được mà. Mà ruộng là nữa là đi bằng trực thăng, lúc vô nó mới là tìm ra cái chỗ đó tìm như thế nào. Cái lực lượng mà chỉ huy mà về trước đường xa đó, nó có nhiệm vụ nó chặn đường. Khi anh bắn cho bắt rồi thì nó rút ra lui đó, ra bờ sông là anh trốn, anh chạy đó, để chặn nó bắt. Thế nhưng mà nó lại bắn thắng, cố vấn sư đoàn 7 là ông John Von Van, trung tá John Von Van. Ông đó thì ông chống chế độ cũng hơi nặng, thành ra là ông John Von Van yêu cầu là mình mang cao ra lệnh cho cái ông Lý Tần Bá, đại quý chỉ huy chiếc phần xa đó, để em 113 lợi cứu Mỹ, ông không chịu đi. Thế ông báo cáo về ông Diệm, ông này là bất tuân quân lệnh của cô dân Mỹ. Rồi thì ông nói là lệnh của sư đoàn nữa chưa cho tôi lệnh, tôi chưa làm, tôi định tôi làm. Ông Diệm lại phái, thằng này đại quý thì dám chống lại quân đội Mỹ, vậy là tốt, cho đi thiếu ta, thằng kia tức quá đi về Mỹ luôn. Đó thì mình tả cái trận đánh tại sao thua, phân tích ra, nhưng mà cũng nhắc chung sơ qua cái chiến lược của chiến tranh đặc biệt bên kia chống lại như thế nào. Rồi mình làm cái đó như là cái nền, rồi tả sâu vô cái trận đó thì New Zealand viết rất rõ, vì ông John Von Van mất chức đó rồi đi về Mỹ, sau khi gia đình Ngô Niệm bị đảo chánh rồi ông này trở lại, rồi sau mới cố vấn quân lần hai, quân lần bốn, sau mới chết ở quân lần hai. New Zealand viết của nó để chứng tỏ rằng Việt Nam dạy cho Mỹ cái văn hóa Việt Nam khác, văn hóa Mỹ khác, Mỹ nên học và nên tâm hơn Việt Nam qua cái chiến tranh Việt Nam. Đánh giá trận ở Bắc là không phải chỉ là một cái trận thắng lợi bình thường về chiến thuật, cũng không phải chỉ giải quyết được riêng vấn đề kỹ thuật, cũng không phải chỉ là giải quyết được cái phương thức tác chiến hay là một cái phong trào, mà đồng thời nó giải quyết được một vấn đề chiến lược rất lớn, là chủ trương dùng chiến tranh cách mạng để chống lại với chiến tranh xâm lược, và hoàn toàn ta có khả năng thắng lợi nếu Mỹ vẫn tiến hành chiến tranh đặc biệt. Cứ mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng ấp Bắc, những người cựu binh này lại họp mặt bên nhau. Trong câu chuyện của họ, 21 người vắng mặt lần lượt trở về, bắt đầu từ đại đội trưởng Bảy Đen, một trong hai người được nhận huân chương chiến công giải phóng hạng nhất.
Người thứ hai chính là ông Phạm Xuân Ân. Thực sự là những anh hùng, nhưng có lẽ mãi đến sau này họ mới biết các hãng thông tấn đối phương đánh giá họ cao đến thế nào. Bản tin ngày 6 tháng Giêng năm 1963 của UPI nhận định: quân đội chính phủ đã bị một trong những thất bại nhục nhã nhất từ trước đến nay trước một lực lượng du kích nhỏ hơn mình nhiều. Vấn Mỹ như thế nào? Thế thì một hai phái đoàn đưa qua Liên Xô, vì Liên Xô nó đi với Mỹ nó quánh Đức, thì coi cho nó quánh ông Liên Xô cũng đâu dạy gì được, thì không biết Mỹ là chưa quánh theo cái lối mà trận địa chiến thôi, chứ còn quánh cái chỗ này là không biết rồi, chiến tranh đặc biệt là không biết rồi. Bây giờ một cái thứ hai phải ông Tàu quánh ở Bắc ở Triều Tiên thì ông có kinh nghiệm, thì cũng quánh theo kiểu đó, thì ông Tàu không biết gì nhiều. Bây giờ ở đây nó là đặc biệt thì thế nào? Thì mình phải nghiên cứu cho ra cái đó. Thế thì những cái đó là tình báo chiến lược phải nghiên cứu đây. Ra cái đó rồi thì mình mới đáp ứng yêu cầu, rồi ông mới có biện pháp, ông mới có đường lối, mới chống lại, mới quánh với nó. Như vậy là tới năm 63 là quánh sạch ấp Bắc. Ấp Bắc đó là để quánh sạch cái kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ rồi đó. Và cái đó là dẫn tới đảo chánh chế độ vô hình. Mặc dù ngày truyền thống của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam là 25 tháng 10 năm 1945, nhưng đến ngày 25 tháng 4 năm 1946 mới có sắc lệnh số 34 của Chủ tịch Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó điều 10 xác lập: tình báo cục có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh. Một tháng sau, trên báo Cứu quốc số 254 ra ngày 31 tháng 5 có một bài báo mang tựa đề Binh pháp tôn tử. Phương pháp dùng gián điệp, đoạn cuối viết: người làm tướng giỏi phải biết dùng người có mưu trí làm gián điệp cho mình. Đó là bí quyết trong phép dụng binh. Vì có căn cứ vào báo cáo xác thực của người gián điệp mới đủ tài liệu bày mưu, tính kế và định đường lối tiến thoái được. Đạt được kế hoạch xác đáng, tức là biết mình, biết người, đánh trăm trận, được trăm trận. Người viết bài ký bút danh Quy Thờ, tức Hồ Chí Minh. Bài báo chưa tới ngàn chữ ấy đã vạch ra một yêu cầu sinh tử của ngành tình báo: nhanh nhạy, kịp thời phục vụ cho cách mạng, xứng đáng là tai mắt của đảng, của quân đội. Trong hơn 60 năm, những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng được truyền thống trung dũng, kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng và vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngành tình báo quân đội đã 3 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và 2 lần người đến thăm. Một trong những người lãnh đạo mạng lưới tình báo huyền thoại này bản thân cũng là một huyền thoại, đó là Thiếu tướng Trần Văn Danh. Căn cứ vào tình hình quân sự, từng thời kỳ mạng lưới có thể thay đổi, nhưng cương vị trưởng ban tình báo chiến lược vẫn do ông đảm trách. Có lúc ông được đề bạt làm phó tham mưu trưởng ban quân sự miền, nhưng vẫn trực tiếp phụ trách cả tình báo, đặc công và biệt động. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, do ông đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nên đêm 30 tháng 4 năm 1975, giữa Sài Gòn vừa được giải phóng, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng thay mặt Bộ Chính trị công bố thăng cho ông hàm thiếu tướng, nhận nhiệm vụ phó chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố kiêm tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn gia định. Chiếc Renault 4 ngựa này là một phần của hình ảnh quen thuộc về ký giả Phạm Xuân Ẩn. Phần còn lại là những chú chó Berger. Đây là chiếc xe ông dùng suốt từ năm 1960 tới khi miền Nam được giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông đã dùng nó để đưa cụm trưởng cụm tình báo chiến lược A-18, Tư Cang
đi khắp thành phố Sài Gòn để chọn ra 20 vị trí tấn công, và sau đó là để thị sát tình hình chiến sự. Trong quyển hồi ký không tên của mình, Lý Quý Chung, cựu tổng trưởng thông tin chính phủ Dương Văn Minh có viết: chỗ đóng đô của Phạm Xuân Ẩn là tiệm bánh Giran ngang mặt Quốc hội. Chiếc xe Renault 4 ngựa cũ xì của anh luôn đổ ngay trước cửa Giran phía Lê Lợi. Chỗ đổ cuối cùng xứng đáng với cuộc đời vinh quang của nó là Viện Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông già yêu hoa quả này đã có hơn 20 năm trong vai một phóng viên lão luyện của hãng thông tấn Reuters, nhật báo New York Herald Tribune, nhật báo The Christian Science Monitor và cho tuần báo Time trong 11 năm. Hầu hết đồng nghiệp của ông, ngay cả sau khi biết ông là một điệp viên cộng sản, đều nhận xét: Phạm Xuân Ẩn luôn làm báo với tất cả tinh thần nghiệp vụ và nguyên tắc đạo lý của nghề này. Đó là trung thực, bảo vệ danh tính người cung cấp tin tức, không lèo lái thông tin, phân tích theo chiều hướng thiên lệch. Đó cũng là lời khen cho một nhân cách. Ông là một trong số 39 phóng viên ngoại quốc làm việc cho báo này khi văn phòng ở Sài Gòn bị đóng cửa và tên của ông bị xóa khỏi danh sách ban biên tập Time vào ngày 10 tháng 5 năm 1976. Sau trận ấp Bắc rồi Bình Giá, quân đội Sài Gòn trở nên yếu thế, buộc phải lui về giữ các thành phố lớn. Nhưng nguy cơ lớn nhất cho chính quyền Ngô Đình Diệm lại đến từ đảo quân thứ 5. Mưu toan đặt Phật giáo ra ngoài vòng pháp luật trong khi Thiên Chúa giáo được đưa lên hàng quốc đạo đã khiến mâu thuẫn giữa Phật giáo và gia đình Ngô Đình Diệm lên đến đỉnh điểm. Với hình ảnh những nhà sư tự đốt cháy để phản đối chính quyền được truyền đi khắp thế giới. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, trước lễ Phật đản 2 ngày, Tổng thống Diệm đổ thêm dầu vào lửa khi điện khẩn cấp ra Huế cấm treo cờ Phật giáo trên toàn miền Nam trong ngày Phật đản vì lý do quá sát với kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ của cộng sản. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, cảnh sát nổ súng vào các tín đồ Phật giáo đang tập trung ở khu vực Đài Phát thanh Huế, làm 8 người chết, 14 người bị thương. Thế là cuộc chiến Phật giáo bùng nổ, bắt đầu từ Huế, nhanh chóng lan vào Sài Gòn và nhiều đô thị nông thôn khác ở miền Nam. Biểu tượng của cuộc chiến tranh kỳ lạ này là hình ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 10 tháng 6 năm 1963. Vụ tự thiêu có sự chuẩn bị của cả một tập thể lớn tăng ni Phật tử, bao gồm cả một buổi lễ cầu siêu ở chùa Xá Lợi. Trong mùa hè và mùa thu năm 1963, có đến 6 tín đồ Phật giáo nữa tự thiêu theo gương Thích Quảng Đức. Tờ New York Herald Tribune số ra ngày 21 tháng 7 năm ấy viết: Hòa thượng Thích Quảng Đức, một tu sĩ đã biến áo cà sa vàng của mình thành một vàng quả thiêu. Tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam đang làm một việc rất hay, là ông đang tự đốt hết nền tảng của chế độ. Sau Phật giáo, quân đội làm nốt phần còn lại của việc xô đổ chính quyền Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh và sự im lặng đồng lõa của Hoa Kỳ đã làm đảo chính. Rời dinh Gia Long, anh em Diệp Nhu chọn nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để ẩn náu. Sau đó, tự nộp mình cho lực lượng đảo chính vào sáng ngày 2 tháng 11. Trên đường bị trở về Bộ Tổng Tham mưu, hai anh em Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu bị một sĩ quan trong lực lượng đảo chính sát hại. Những chuyển biến phức tạp trong chính quyền Sài Gòn càng làm nhiệm vụ nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn nặng nề hơn.